Xin chào các bạn. Hôm nay trung tâm năng lượng mặt trời Thành Phát đang đi bảo trì bảo hành cho khách một bồn nước nhựa 5.000 lít bị lủng. Đi đây là bình năng lượng bình nước nhựa đã được sử dụng cách đây 12 năm rồi. Nhưng do cây mặt sàn dưới này nó thấp cho nên là nó đã bị cấn và bồn nước này nứt ra để bị rỉ nước gây thất thoát nước. Thì dưới đây là dàn không đỗ nhưng mà gỗ dưới này mục hết rồi, cho nên là cây bồn này đã bị cấn và bị lủng. Thì bên trung tâm Thành Phát là nhà phân phối bồn nước cho nên có đội ngũ chuyên bảo trì bảo hành các loại bồn nước này được các bạn. Thì để hàn được cái này thì trước mắt các bạn phải xác định vị trí của lủng của bồn và tiến hành tháo nước và lật ra và tiến hành hàn lại cho an toàn. Đó, đây là bồn hai khối. Bây giờ hai em kéo lùi ra tí, bắt đầu kê một đầu lên, dốc nước cho ra. Nhưng mà phải nhớ là phải kéo lùi ra nha. Nào, hai, đúng rồi. Rồi, hai thằng sang kia nhấc cái đi đen để anh dắt thằng gạch vào cho. Thì bồn nước em thấy bị lủng đâu nhỉ? Cái kia. Thấy lủng chỗ nào đấy? Bên đó. Rồi thì bồn nước hiện tại đang lủng ở đây nhé các bạn. Thì cái này do ván mục có bị cấn đinh cho nên là bây giờ mình tiến hành hàn lại. Rồi. Từ từ em, để cho anh đi ra trước cái máy với khách lên chưa? Đi ra kia đi. Rồi anh đang cho mày nhét vào này. Mày đừng dắt vào cái chân đấy. Bước qua bê tông này. Bước qua bê tông đi. Không phải bước cái đấy được, nhưng mà đừng dẫm vào cái thanh sắt này. Sắt nó cũng ngủ hết rồi. Để anh nâng cho, mày nhét vào. Nào. Rồi nhét vô đi. Rồi khả năng con trai. Vừa đó. Từ từ không là lật cái bồn xuống đất luôn đấy. Thì bây giờ phải tiến hành xả nước đi các bạn ạ. Thì không có là cái bồn nó sẽ bị nặng quá và mà không làm được. Thì để hàn cái này thì mình phải chuẩn bị máy hàn này, sợi hàn này và nguồn điện để cấp điện và để hàn. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành lật cái bồn sang một bên, lật cái bồn sang bên này để mình hàn chỗ này để xử lý lại. Thì trong quá trình các bạn sử dụng bồn nước nhựa này loại to này thì các bạn gặp vấn đề rò rỉ nước, các bạn có thể liên hệ với ngay Thành Phát để mua cái nguyên liệu về để bán lại, hoặc là liên hệ với dịch vụ của Thành Phát. Bên dịch vụ bảo trì của Thành Phát có cung cấp dịch vụ hàn bồn nước này nhé và sửa bồn nước này nhé. Thì đây là cái bồn nước bên mình đã lật lên nha các bạn. Nó lật lên rồi do sử dụng kê ván ở dưới. Thì đây là cái bồn này bị hư là do kê không đúng kỹ thuật, làm cái bồn này nó bị sập xuống. Nó sập xuống làm nó bị lứt. Thì đây là cái đường nứt của vị trí nứt. Đây. Giờ thì bên mình sẽ tiến hành mài ra, mài đường nước này ra và hàn mới vào, mài sâu thêm đi nữa, mài tất cả đường nước này đều vào trong nước màu trắng hết như thế này, này cũng vậy luôn, mài sâu đường nước này vào màu trắng luôn, mài gần nủng luôn được. Rồi mài đi kỹ chưa, cẩn thận rớt điện thoại đấy. Rồi kê nữa, kê lại này còn một câu lên. Rồi khi ta đã mài thì ta đã xác định được vị trí nứt bồn ở đây nha các bạn. Đấy các bạn nhìn không? Bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàn lại số đường lục này. Được. Thì đây là đường nứt của bồn nha các bạn. Mình đã tiến hành, mình đang hàn rồi. Đây mình đã đắp một sợi rồi. Rồi mình sẽ xoay cái đường này. Để đeo khẩu trang nha. Lâu rồi không hàn, nhớ nghề nhớ này ghê. Đúng không nhá?
quay thì không quay, đi quay chỗ tàu nào nha. Đây là cái đường đất quả 1. Thì các bạn muốn tìm hiểu thêm cách hàn hay là cách thức hàn, các bạn truy cập YouTube là Năng Lượng Thành Phát, thì ở đó sẽ có những cái video clip hướng dẫn hàn bình nhựa này nha các bạn. Rơi vào khoảng 18 đến 20 sợi là có thể chịu lực được tốt rồi. Đi nấy đi kê cho người ta cho nó ngon lành cả. Mình là người có tâm mà. Em kiếm gỗ dày dày xíu nha. Anh để nâu cho đây của họ. Thì nãy giờ bên mình đã hàn 15 nồi sợi rồi các bạn ạ. Với cái khoảng như này thì mình phải hàn thêm khoảng 20 sợi nữa thì cho với chắc chắn được. Thì giá hàn của cái bình 5 khối này cũng nói với các bạn là nó rơi vào khoảng từ 1 triệu tới 2 triệu đồng nha các bạn. Vì vậy nó mới chắc chắn và bền bỉ các bạn ạ. Các bạn hàn mấy trăm ngàn thì sẽ hàn đi hàn lại thôi. Hải thấy anh nói có đúng không? Đúng rồi. Thì chất liệu hàn tốt, vật tư tốt. Các bạn 3 người làm trong vòng nửa ngày thì các bạn tính đi, chi phí hàn nó cũng đâu cũng đúng thôi. Sau khi hàn thì bên mình đã hàn xong rồi, trời mưa quá mình không kịp quay, đã lót tôn vào đây cho nó cứng rồi các bạn, lót tôn vào đây cho nó cứng rồi. Và đây là vết hàn. Đây là vết hàn. Đó thì bên mình hàn hai chỗ. Đó. Đó, hàn hai chỗ. Hàn hai chỗ. Và mình sẽ kiểm tra là hai chỗ sao đây. Đó. Đây là hai chỗ xả nước mình khi ăn xong mình kiểm tra. Đấy. Như vậy là hết. Đó. Các bạn có nhu cầu hàn bồn nước, các bạn liên hệ Năng Lượng Mặt Trời Thành Phát. Bồn nước Thành Phát, số điện thoại 0987 162 226 để được tư vấn sử dụng bồn nước nhựa. Còn tất cả các loại bồn nước. Và bây giờ xin chào các bạn.